Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ tôi sẽ lái VinFast đưa anh em một vòng đi xung quanh Flamingo Đại Lải nhá. Đấy. Cho anh em đi trong nội bộ và đi rất chậm nên là sẽ quay để anh em xem là Đại Lải như nào và VinFast ngồi trong xe VinFast ra sao nhá. Đây. VinFast nhìn trực diện. So với anh Innova thì nó thon thả hơn. Còn so với anh Atit ở kia thì to đùng ạ, cánh mạng. Đấy. Rồi, trước khi lên xe làm một vòng. Đây. Hai nạn nhân Corona. Nhiều quá nhìn này. Nhìn quả mông của nó này. Úi dồi ôi, quả lốp nó to kinh khủng luôn. Đấy. Rồi, nhưng mà khi mà khởi động mở cửa ra cái thì đấy, trong này nó kêu này. Nó kêu như kiểu là kiểu các cái motor thứ nó khởi động này. Nó kêu vo ve như là không biết là cái gì nó kêu ấy. Đấy. Và đây thì có cả bản đồ để mà đi các nơi này, nó có bản đồ hết. Đấy, mua vé vào đây là vé trong phòng là đã có bao gồm cả các cái phí đi tham quan rồi. Và tức là vào cửa là phải mất phí. Còn trong khách sạn thì có dịch vụ spa, sauna rồi là đấy, khởi động. Spa sơ quên miễn phí, bể bơi miễn phí. Đấy. Đấy, khi khởi động lên này. Ôi rồi, quay rồi. Rồi, bây giờ sẽ đi một vòng xung quanh xem đấy, khi mà bật lên cái là đài đóm các thứ là nó sẽ chạy luôn. Đấy, nếu như mình đang trước đấy đang chạy đài. Em chỉ đường nhá. Đi rất chậm rồi, để cho anh em ngắm Flamingo Đại Lải như nào nhá. Bùm nha. Why so quiet bùm. Rửa cái kính ngay cho nó sáng này, sáng sủa này. Trời hôm nay âm u quá nhỉ. Lúc mà vừa nhảy lên lái ấy, thì là nó hơi cảm giác nó hơi lái là kiểu ga nhỏ nhỏ thì nó hơi giật một tí. Dễ phải em. Dễ phải thôi, đi thẳng. Đấy, mình đến đây nhiều rồi nhưng mà toàn chả nhớ gì. Nhìn chung là nếu mà chạy ở cái vòng tour nó nhỏ hơn hai số 2 này. Cái vòng tour của máy nó nhỏ hơn số 2 này thì mình gần như không nghe tiếng máy. Đấy. Mình chạy nghe tiếng gió và cái tiếng ấy ở bên ngoài thôi, chứ không nghe tiếng máy. Đấy, tôi thích kiểu đấy. Chứ còn đi mà cứ nghe tiếng máy nhiều khi mình không sướng lắm. Tôi thấy nó đi nói chung cách âm của VinFast tốt. Đây này, ở bên này nó có một cái đầu tiên, nó là cái nhà này nó gọi là nhà tre nhỉ em nhỉ, cà phê tre này. Nó của ông kiến trúc sư nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa gì đấy thiết kế rất đẹp. Cái đấy là gần như trong những cái công trình đầu tiên của Flamingo Đại Lải đấy, rất là ấn tượng. Hồi đầu tiên lên đấy nhìn cái quán cà phê tre đấy rất đẹp đấy. Còn vào trong này người ta trồng cọ, trồng các cái cây cối các thứ cũng âm tùm như kiểu là rừng ấy. Vẫn đi thẳng đó. Đấy, còn ở các bên này là các cái villa đấy. Villa thì là người dân có thể sở hữu của các cái người dân, sau đó người ta cuối tuần về đây người ta nghỉ hoặc là người ta cho thuê. Đấy. Người ta thuê đây đấy, các cái cảnh này chắc mọi người cũng đã nhìn thấy nhiều rồi. Đấy, bung vào đây có các cái tạo hình như kia không đấy, ở bên đường thì có các cái tạo hình này đấy, của cái họa sĩ tạo hình, nghệ sĩ tạo hình này đấy. Trông những hình này trông nó rất là, nó có một cái gì đấy nó hay, cảm giác nó đấy.
Đấy là những cái hình nó rất là hình thù nó rất là lạ mắt, có những cái bàn tay nó được cách điệu đi. Đây ví dụ như chỗ này trông Không, đấy đấy giống như là giống cái gì không? ngũ sứ bắn Ờ tuế ra đúng rồi đấy, Bùm tưởng tượng rất là con tốt. Còn cái hình này cũng chả biết. giống như ở cái gì đang vỡ ra, bị vỡ ra ấy nhỉ. Đấy cậu con trai thì tưởng tượng ra là một cái Cái này như đây. là cái nấm ấy, Đúng rồi, giống cái nấm. cái Còn tay nấm ấy. ở đây cũng có sân tennis, tennis các thứ. Cho chị con này Có chị sân nhá. golf. Trong này có sân golf luôn á? Xem. Em Ủa. cũng không biết là mấy đâu. Thế à, tức là như vậy là Flamingo này có sân golf riêng. Còn ở ngoài thì có một cái sân golf là của một cái đơn vị golf riêng. La Vi ấy. Là La Vi Đấy rồi. người ta cũng trồng rau trồng riếc ở đây. Đấy trồng rau trồng riếc ở đây. Giống kiểu ăn rau sạch ấy. Đấy trên này họ làm mấy cầu đá chứ cũng được. Nếu mà mua cái ấy đây là phí mất bao tiền này, phí vào cổng này. Bao nhiêu? Chắc phải mấy trăm người. Mấy trăm ngàn này. Đây này, Flamingo cái gì Beach Resort. À nhưng mà đây là không phải ở đây. Đấy bây giờ mình sẽ đấy nó bên này nó có những cái tạo hình nói chung là có cả hiện đại có cả truyền thống nhìn nó khá là hay. Mấy cái đường hoa này thì tôi không thích lắm. Đây này, bên này có những cái tạo hình này trông rất là Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ngoài Góp ngoài kìa, gọi sân là góp. biển Chồng ai hồ. thì không biết đấy. À đây này, góp đây này. Sân góp. Góp này không biết mấy lỗ là phải hỏi xem. Đấy thì là cái hồ Đại Lải là một cái hồ rất lớn và đây là ở ven hồ nên người ta cũng sẽ xen kẽ các cái hồ nhỏ họ đây. Khi mà vào khách sạn thuê thì có thể có được cả đi xe đạp, người ta sẽ cho mượn xe đạp đúng không em, miễn phí đúng không? Đấy. Nên là được đi xe đạp miễn phí các thứ, đi lông nhông ở trong này cũng hay này. Hôm nay trời nó hơi hơi âm u. Đấy thấy không? Đấy mọi người thấy là cái có những cái tạo hình ở bên này. Đấy, VinFast đang đi với tốc độ trung bình của tôi active cái cruise control phát nhé. Đấy. Active cái cruise control và đều ga cái xong rồi đấy như này là đang không được này. Đấy, tôi đang đi thử này. Chân ga tôi nghĩ là có đang chân ga nhưng mà mình đang đang không ấy là nó sẽ không 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 được. Đấy, tôi không đi được, không đi được. Không đi được tại vì chắc hoặc là chậm quá hoặc là mình không đều chân ga ấy. Thế là không active được. Đây, ra tới cái này rồi đúng không? Chưa. Ở đây người ta còn có cả xe buýt à? Xe buýt để đưa đi à? Đấy, sắp đến cái đồi thông. Chỗ này nó có một cái gọi là đồi thông và có một cái giống như bến du thuyền ấy để mình đi thuyền ra ngoài các cái đi thuyền ra ngoài. Đi bên trái hay bên phải em? À đây này. Đây là đường một chiều. Đấy, vào đồi thông. Rất nhiều các cái hoạt động mà của team building kiểu như là của các công ty cũng hay tổ chức ở trên này. Đấy, người ta đến đây xong người ta tổ chức các team building ở các cái ở ngoài này nó có một cái bãi cỏ lớn. Xong người ta làm team building. Đấy, các công ty mà tổ chức ngày thành lập công ty rồi các thứ là lên đây để chơi. Đấy. Chữa đường này là chỗ này là hơi xấu đây này, là thực ra là nếu mà đi xe bình thường là ồn lắm này. Nhưng mà VinFast là ok đấy. Đi hơi Đậu muộn. xe ở phía bên kia rồi mình đi bộ vào khu. Bên trong này thì họ đang có mấy cái container và trong container đấy người ta triển lãm tranh. Đấy, thì tí nữa mình sẽ đến đấy xem tranh. Đấy, bên này họ cũng đang làm những cái bờ rào bằng inox đây này, không biết là làm cái gì đây. Chắc người ta đang chuẩn bị cho cái mùa hè sắp tới. Đây rồi, đến cái hồ đây rồi. Nói chung là ở đây vẫn đang liên tục diễn ra các cái hoạt động xây dựng. Người ta đang san giết các thứ, người ta làm các cái thành các cái khu vui chơi để mà phục vụ nhu cầu khách. Đấy, lần trước tôi đến đây là khá nhiều xe. Nhưng mà lần này thì đến thì hơi vắng. Một phần có lẽ là vì virus bà con ở nhà
Còn nữa là hôm nay trời lạnh và nó cũng khá là âm u. Đi thẳng tiếp. Đây này. Trước ở đây thì là nó là cái sân chơi này. Đấy. Ừ. Và ngày xưa nhìn nó không có cái bờ kia, bây giờ người ta làm thêm cái bờ đê kia trông xấu quá. Chắc là người ta san đất ra để người ta. Đây có mấy đôi nam thanh nữ tú đang tổ chức vui chơi ở đây. Đấy, thấy VinFast là cũng mắt tròn mắt dẹt anh em ạ. Nhìn chung là VinFast bây giờ mà đi, tôi đi là vẫn có nhiều người ngoái nhìn đấy. Đấy. Sẽ đây, đổ đây ha. Ờ, nhưng mà chỗ này làm sao đỗ được xe nhỉ? Tôi cho xe vào đây. Daddy ơi. Daddy dùng cái cruise control cho buông xe một tí rồi. À nhưng mà bây giờ mình đang đi chậm quá nên là không được không ạ? Rồi, ok, dừng ở bãi đỗ xe đấy. Khi mà dừng cái thì cái cái này hôm nay nó không ai tìm nhỉ? Mình đi chậm nên không nghe. Rồi. Còn đây mới là cái container mà xe tải. Đấy, đây đằng trước là rừng thông. Mami ơi. Tắt động cơ. Đấy, đeo khẩu trang vào nhá. Ở giữa rừng này chắc không phải đeo khẩu trang. Đấy. Nào. Đấy, VinFast đỗ ở rừng thông. À. Góc này nhìn. Boom chào 500 anh em đây. Cầm có cầm khẩu trang hay không để sẵn sàng trong hợp vào đấy mà có người vào trong container là phải đeo đấy. Vâng. Vâng, em đi một tí thôi. Ngoài này anh đỗ bên này nhé. Vâng. Anh đi lên nhé. Đỗ ngoài đường anh. Ừ, đỗ ngoài đường, đỗ ria nhé. Đỗ ria đường à? Đỗ ria bên chụp bên này được. Vâng, xong có đường lên à? Có đường lên nhé. Ờ, thế em cứ lên trước đi. Đấy, cái VinFast lúc mà đỗ xuống ấy ở dưới này này. Nói chung là trong những cái động cơ đằng kia là nó vẫn còn kiểu như là làm mát ấy. Thế nên là nó kêu to lắm. Nó kêu to. Thế nên nếu có xe mà kiểu như là đỗ ở gì nhỉ? Ở trong nhà ấy, nếu mà ai mà kiểu đỗ trong nhà không kiểu là cũng đi tài đấy. Chứ nhưng mà nó kêu, chắc nó kêu mất khoảng độ bao nhiêu phút đấy thì nó tắt. Nó rồi. Mày đỗ ở chỗ khác đúng tư thế hơn. Ừ. Ui giời. Biết ngay là không cho đỗ mà vợ cứ đấy. Nếu mà đang bật bật nhạc ấy, kể cả là đấy, cái này tôi nghĩ tao cũng phải là góp ý với cả VinFast là cái ông này ông ấy dí với đít mình này, bảo vệ này không nói gì à, đang quay đầu à, còn đằng sau xe đang có một xe Mazda này, không hiểu kiểu gì ấy. Đấy, chỗ này rộng thế này không cho mình đỗ, thì hiểu kiểu gì. Phiền quá. Cho đỗ ra ngoài đường. Cái gì kêu nhỉ? Ôi, chết rồi, cửa đóng chưa chặt. VinFast có một cái nhất nữa là đóng cửa phải rất mạnh. Rất mạnh, đóng cửa cực mạnh luôn, không mạnh thì là nhịn đấy. À, đây chắc người ta bảo đỗ đây chăng, chả hiểu, đỗ kia khác gì đỗ đây chứ này. Buồn thế, bắt đỗ giữa đường. Rồi, giữa đường. Bắt đỗ dư đường. À, đấy đang nói giờ là khi mà chạy khi mà bật máy lên ấy, bật máy lên cái là cái giả sử như mình đang chơi nhạc mà trước đó mình đang chơi nhạc, sau đó kể cả mình tắt nhạc rồi. Đấy, nhưng mà bật lên cái là cái xe này nó vẫn cứ nhớ nó lại chơi lại nhạc. Đấy, mà trước đó là tắt. Theo tôi đấy là không hợp lý.
Nếu mà trước đó mình tắt thì mình bật xe lên là cái nhạc nó cũng phải tắt đi thì mới được. Chỉ còn nếu mà đại loại là trước trước khi tắt máy xe như thế nào thì lúc bật xe lên là nó phải như thế. Đấy, kiểu như thế. Nhưng đây là đèn. Lúc mà gọi là khóa xe lại cái thì là cái đèn này nó sáng lên, cả hai đèn đằng trước nữa. Đấy, buổi tối còn là gì đấy nó. Đây đây nó kêu. Anh em nghe tiếng kêu. Ôi hết rồi. Đấy, thì là nó sáng đèn này lên. Trong kia nó có một cái option là tắt cái đèn đấy đi, nhưng mà tôi bấm thì nó chưa thấy nó tắt. Đấy. Thì là nói lung tung quá. Cái đèn đèn ở đây. Đấy. Tạo hình này. Đấy, trong này người ta làm cái triển lãm. Hôm nay dẫn anh em đi một vòng xem flamingo đại lải. Chắc mọi người cũng đến đây rồi. Đấy, ngắm VinFast từ xa nhá. Đây, một mình em đơn côi ở giữa rừng thông. Đây, xem hôm nay triển lãm này có gì. Triển lãm trong này là vắng tanh. Đấy, bật đèn lên trang trí. Nói chung là người ta sẽ những cái khu như này thì người ta sẽ cố gắng làm càng nhiều hoạt động càng tốt để mà thu hút khách đến. Khách đến đây nghỉ thì phải có cái gì đấy để chơi, kiểu như vậy. Đấy, cho nên là người ta làm những cái này thôi. Rất là hay. Có điều kiện phục vụ cho mọi người, cũng là nơi để mà các cái nghệ sĩ người ta có đất để người ta diễn. Không sờ vào hiện vật. Như vậy này là có được mở cửa vào, nhưng mà bây giờ đang gọi là dịch cúm này, nên là tôi không muốn chạm vào những cái này. Không muốn chạm tay vào những cái này. Đấy, cái này người ta làm rất bài bản này. Trong những cái phòng này có cả điều hòa đấy, chứng tỏ là rất bài bản. Để mà đảm bảo được cái tranh nó không bị hỏng. Đấy. Cái chủ đầu tư của Flamingo này tôi nghĩ là khá là tốt. Người ta tổ chức, người ta làm rất bài bản. Tôi nghĩ là khá là tốt. Không chưa tìm hiểu về chủ đầu tư này, nhưng mà cái cách mà Flamingo làm rất là bài bản, chuyên nghiệp và rất đẹp. Đây. Đấy, người ta có cái sự gọi là am hiểu về du lịch, rồi về các cái hoạt động giải trí đấy. Những cái tạo hình trang trí kiểu này là tôi thấy nó rất là tây. Ví dụ như hồi tôi đi sang Canada là nó có đi trên đường phố, nó có rất nhiều những cái tạo hình kiểu như này này. Đấy, tạo hình nghệ thuật kiểu như này. Cho nên là nhìn cái thành phố nó đỡ khô khan ấy. Đấy, ở mình thì tôi thấy là hơi, nói chung cũng cái thành phố mà khi mà đặc biệt là khu phố mới ấy, khi mà xây dựng lên quá nhiều tòa nhà ấy, thì nó cần những cái tác phẩm kiểu như này, này. Đấy, thì nó sẽ cái thành phố nó sẽ bớt khô khan này. Chứ nó không kiểu đa dạng màu sắc như kiểu thành phố cổ ngày xưa của mình. Ví dụ khu phố cổ thứ thì nó là đa dạng về màu sắc kiểu dáng của người dân. Tức là tự nhiên người dân nó mỗi người một vẻ, nó tạo ra những cái màu sắc. Thế còn bây giờ nó được quy hoạch. Wow. Tức là đi đến đây nghe cảm giác kiểu như là gió, khi mà có gió ở trên này thông, lá thông nó reo ấy. Đấy, hay lắm. Đẹp không Bùm? Ơi. Ơi. Có cầu thang đi lên tất cả các tầng. Nhưng mà Daddy nghĩ là mình không nên vào đấy được Bùm ạ. Mình chỉ đi ngoài thôi, mình xem ở ngoài thôi. Đây này, Daddy đang giới thiệu cho 500 anh em về các cái tác phẩm nghệ thuật ở đây á. À, đây là con gì Bùm? Con gì đấy? Bùm ơi, con gì đây đã nào? Con gì đây? Con gì đây? Đấy. Cái con Black này, đây này. Ừ, to đùng này. Con gì? Con khủng long. Tiếng Anh là gì? Dinosaur. Dinosaur. Con bên dưới của con, cái con khủng long là cái gì kìa? Bên dưới con khủng long có hai con gì kìa? Cá. Fishes. Ok, rồi. Free to go.
đấy. Ồ, cảm giác rất là hay, cái tiếng tiếng thông ở trên gió mạnh nó rít hay lắm. Ơi ờ ok, đi đi nào, đi đi. Ờ, nhưng cũng không nên vịn tay vào các cái cửa nhá, ra đi xem có cửa không, nếu cửa thì mình không vào. Hả? Có cửa thì mình không vào. Đó, đi lên tầng 2 sao? Có. À, đi. Có nhưng mà mình chỉ ngó thôi, ngó vào các cửa thôi. Ừ. Tức là có một cái cách nữa để vào đây chơi, đó là mình đến xong rồi mình thuê nhà nghỉ ở ngoài ấy. Thuê nhà nghỉ ở bên ngoài xong mình mới vào đây chơi. Vé đây vào đây chắc là 100-200 ngàn thế thôi. Thế còn còn ừ ma gì, cái gì ma ờ book ma we are open Monday. Ồ cái này book ma không khóa cửa lại rồi. Ồ khóa cửa rồi à, hôm nay không được vào, hẹn gì vắng thế. Ừ. Vũ Hồng Nguyên Việt Nam đấy. Hình như đây rất nhiều các cái triển lãm. Đây là của một họa sĩ, một nghệ sĩ người Mỹ này. Đấy. Sasha Highboy. Sasha Hip Hip Boy. Thôi, lên nữa không hay xuống? Ở trên này khóa rồi, đi xuống nhá. Trên nó khóa rồi. Ờ, thôi xuống thôi. Đấy. Đi 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 Bung, đi. Đấy thì tôi nói là nếu mà trong hợp mà mình không thuê khách sạn thì cũng được, khách sạn hơi đắt, ở trong này hơi đắt, nhưng mà mình có thể là mình ra mình thuê nhà nghỉ các thứ khách sạn ở ngoài thì nó rẻ hơn, xong rồi mình đưa gia đình vào trong này cũng được. Đấy thì là trong này mà có trẻ con, cho trẻ con đến rất là hay, đẹp. Mami đâu? Tìm đi. Đâu? Tìm xem. À. À. Đã đi đang bảo với Mami là các cái thành phố mới của mình nên có những cái như này này. Đan xen vào trang trí. Không, thành phố mới ấy, ví dụ như các cái khu Mỹ Đình các thứ. À. Không, cái này phải thành phố. Chứ còn à. Cái gì kia? Do you hear the people sing? À, bạn có nghe mọi người đang hát không? Đấy, có chữ bạn có nghe mọi người đang hát không? Đấy, Công Kim Hoa Việt Nam. Đấy, đây là tất cả các tên của các cái nghệ sĩ người ta à, các cái họa sĩ người ta vẽ các thứ đây. Thật ra những cái bức tranh này là những cái tranh kiểu tranh kiểu chiều tượng ấy. Mình xem mình chả hiểu gì đâu, mỗi người có một cái cảm nhận thôi. Đấy, đây có vẻ như là các cái đường mòn rồi là cái gì. không hiểu. Chung là mình chỉ nhìn một bức tranh, thật ra thì chỉ là cảm nhận thôi. Nếu mà mình thấy nó dễ chịu, cảm giác nó thoải mái thì mình cho nó là đẹp. Đấy, thế thôi. Đường ở đây thì có cả đường bê tông, như bây giờ mình đang đi đây đường bê tông, còn lúc nãy ở trên kia đường gỗ, à, gỗ kiểu gỗ công nghiệp, à, gỗ điện mặt trời đấy. Đấy, rất đẹp này. Beautiful. Đẹp phết. Em ạ. Đấy. Thôi thì làm YouTuber xong rồi lại ghi lại luôn cái các cái này để làm kỷ niệm. Đây, đây lại một cái tạo hình nữa này. Đấy. Ờ. Có rất nhiều những cái tạo hình này rất là hay. Đây này. Trong các cái thành phố mới của mình, nếu như có những cái thỉnh thoảng lại ở những cái đường chẳng hạn đi bộ đi bước. Có những cái hình như này xong rồi mình đi vào cảm giác rất là hay. Nói chung là nó chỉ là một cái gì đây là lạ mắt thôi. Đấy. Đây là nó gọi là nghệ thuật đương đại đấy. Nghệ thuật kiểu hiện đại. Cái này giống như là người ta làm rất công phu, cái này toàn bộ bằng inox. Đấy, toàn bộ bằng inox này, những cái ghép bằng những cái miếng inox rất là dày. Mình sẽ đóng lại rồi mình sẽ bị ép lại. No. Mommy's kidding. No. You are
Đấy. Đấy, trẻ con có những không gian như này chạy nhảy thì rất là thích. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc khoảng độ 19 độ, 18, 19 độ. Rất là thích, mát. Đó. Và không khí khá là trong lành. Ở đây chắc không khí trong lành, hôm nay không mang máy đo chất lượng không khí đi. Đấy. Đây là... Ôi, kia người ta đang san đất kìa, em kìa. Ở xa đằng kia người ta đang san đất. Tôi nghĩ đây chắc là người ta sẽ xây các cái villa lên đây. Ồ, thật sự là không được ok lắm. Trước đây chỗ này không có cái dẻo đất kia đâu nhỉ? Hay là chỗ đấy người ta đang ủi nhỉ? Đấy, bên đường xa xa đằng kia kìa. Xa xa đằng kia là mọi người đang kìa, có một cái biệt thự, không hiểu chắc là của đại gia nào hay là của, rất là to luôn. Hôm nay cả ngày ở trong nhà làm việc, bây giờ mới ra ngoài đường được hít thở không khí và được đi bộ, rất là thích. Phải làm việc kiếm tiền thì mới có thời gian để mà đi chơi chứ. Như ai đó rồi. Đi chỗ này trơn, mami đi nhanh rồi mami sẽ ngã bông. Bố biết đi đường nào? Mình đi ra bãi biển ấy. Mình đi chậm chậm một tí, mình đi. Ôi bông ơi, nhìn các cái quả thông khổng lồ. Đây người ta trang trí cả cái quả thông khổng lồ nữa. Đấy. Chính ra đi buổi nhập nhậm tối này nó có đèn lên cũng hay. Nhưng mà nếu mà đi kiểu đây này, tác phẩm này là đây, đã xem đây là tác phẩm của ai này? Không, trong khổng lồ của ai đấy? Người khổng lồ đấy. Tiềm tàng, tên nó là tiềm tàng. Đấy, vật liệu là thép. Người Canada đấy. Ồ, cái này của Canada. Ồ, chết rồi. Xin lỗi. Canada. Đây này, tác phẩm này tên là tiềm tàng này. Đấy, chất liệu là thép. Potential. Đấy. Và đây là một tác phẩm của người Canada ấy. Wow. Thế thì không hiểu là những cái triển lãm này ai sponsor cái này để mà ai cho tiền để mà người ta làm nhỉ? Chắc là cái khu này người ta, cho nên là tôi mới nói là Flamingo là cái chủ đầu tư. Đây chắc là một người rất là hả? Một người khá là am hiểu về nghệ thuật đấy, và có những cái gọi là, đây chắc là cũng là một kiến trúc sư rất là giỏi gì đó. Ví dụ như cái nhà tre mà Võ Trọng Nghĩa làm đấy, đã thấy là đỉnh cao rồi. Đấy, ở đằng xa xa kia là người ta đang san chiếc thứ để người ta làm nhà này. Đấy, biệt thự. Có giống quả nấm không? Rồi. Ok. Nói chung là quay cũng hơi dài, chỉ sợ đang quay thì hết dung lượng. Đấy. Như vậy là anh em theo dõi kênh của Lê Đức Thắng thì vừa theo dõi VinFast và vừa đi du lịch cùng nhau luôn nhá. Đấy, kia có một đôi tình nhân đang ôm nhau rất là tình cùm này, chắc là cũng mình phải ôm vợ cái. Để cho nó thắm lại tình. Nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng nhá. Ôi, chết rồi, cái khẩu trang này đang đeo khẩu trang ở cổ này hơi xấu. Búm ơi, nào. Búm ơi, có đi ra biển hồ tiếp không? À đây xem nào. Ở đây xem nào. Đây xem là ai nhá. Đấy, chưa Búm chưa biết đọc là kém thế đấy. Đây là ngọn gió vi vu Blowing Wind. Đấy, đây là của một nghệ sĩ người Singapore đây này.
1970. À, cái này tức là các cái tác phẩm này là đấy à? Là từ những lâu rồi à? Không phải dân dựng lại à? Đây nhá. Đây xem nào. Đây đọc nào. Tâm trí cám dỗ. Ui dồi, low battery. Tâm trí cám dỗ cỏ cây lay động ngọn gió vi vu là một tác phẩm điêu khắc tương tác với không gian, được ra đời nhằm mục đích tạo nên một cảm nhận về thời khắc và trạng thái tâm trí tại chỗ, đem về cho người xem tầng tầng lớp lớp những yếu tố cơ bản về của thiên nhiên, sản phẩm sáng tạo của con người. Đó, đó là ý nghĩa của cái ngọn gió vi vu. Đấy. Ngọn gió vi vu. Ủa, đây. Đây. Đấy, mọi người còn có thể có cái dịch vụ xe điện này để đưa đón mọi người đi. Đấy, như vậy là mình chỉ cần mua vé thôi, xong rồi xe điện họ sẽ đưa dần đến đây. Xong cứ hàng giờ họ lại chạy vòng quanh, họ đưa đi để mọi người có thể nhảy xuống rồi xin đi về, thế thôi. Đấy, hàng bao nhiêu phút đấy là lại có một chuyến. Đấy, thế cho nên là mình không nhất thiết phải ở trong này đâu. Anh em ạ, mình không nhất thiết phải ở mua vé khách sạn ở trong này. Đấy. Rồi. Ok. À. Mấy giờ? 30 phút rồi cả. Lâu quá nhỉ. Nếu không thì vào giới thiệu với anh em cái tranh thủ mở cái này đi. Đây. Đá cốp đấy, đá cốp. Đấy, động cơ, tiếng động cơ kêu. Đây nhá. Đấy, hôm trước tôi nói dở cái này không chỉ rõ cho anh em. Hôm trước vừa đi góp vậy. Đây này. Cái thanh dây này. Thanh dây này. Không cần đâu. Đấy, cái option này mà anh em mà mua cái thanh dây này để mà buộc các thứ thì tôi thấy cái này chả có ý nghĩa gì cả. Mình quẳng đồ lên đây thì chắc là sợ đồ nó rộng nên là nó văng vật hay sao mà cần cái đấy, tôi nghĩ không cần đâu. Cho nên ai mà mua, nếu mà option thì bỏ cái option đi, không cần. Còn xe full option thì phải chấp nhận. Mở xe nên cái là ở dưới này nó kêu vo vi vo này. Đấy, nó kêu to lắm. Mấy cái vi vo này. Đấy, kêu to. Này không, nghe tiếng không? Tiếng mẹ kêu quá to luôn. Tôi nghĩ đấy là cũng là một cái không ok lắm đâu. Đấy. Rồi, đi đâu bây giờ em? À, đi bộ ra đấy à? Ok, đó đi. Đi ra bờ biển. Thế xe sao? Đi ra bờ biển. Nói chung là sẽ rất là sợ không sợ mất. Ui, kìa kìa. Ngoài hồ người ta đang xây khách sạn kìa. Nói chung là xây dựng nhiều quá thì cũng không đẹp. Bây giờ sẽ ra cái chỗ gọi là biển hồ nhá. Đấy. À, quay hơi bị lâu rồi, nguy cơ là sắp sửa hết dung lượng. Đấy. Hết dung lượng là nó sẽ tự nó tắt. Nên là không chào được anh em nên là tôi quay thôi, cứ post lên thôi chứ không edit gì. Bao giờ nó mới lên được 1.000 subscribe được nhỉ? Giờ mới được có 400, không biết đến bao giờ mới được 1.000. Xong rồi thấy người ta lại có hàng mấy trăm ngàn, mấy ca. Thế nên làm YouTube kiếm tiền không đơn giản đâu. Quay chơi thôi. Làm YouTube mà kiếm tiền thì chắc là phải ấy cơ, phải đầu tư edit nội dung các thứ. Đấy, còn mình thì cứ quay vui thôi. Đây, chỗ này là nếu mà mang thẻ thì là có thể mượn xe, còn nếu như mà những người mua vé thì chắc là vào đây là phải thuê này, kiểu vậy. À, xe này phải thuê hết à? Đấy, đây này, cái chỗ này thì chắc đấy, chỗ này là ngồi mà tình tứ mà ôm nhau mà tâm sự các thứ thì nhất quả đất luôn. Đấy. Mà bây giờ sao nước cạn thế nhở?
Đây, nó có những cái thuyền kayak, tôi thích đi cái thuyền kayak. Đấy. Ui, hôm nay nó vắng kinh khủng luôn. Chả có ai. Đấy, thôi ra đây nằm relax tí. Ôi giời ơi, hay quá. Đẹp quá. Ôi, nhưng mà đây. Đây cái chỗ mà người ta đang đắp đất kia thì thật là khủng khiếp. Đợt trước tôi đi là không có cái đấy đâu. Đắp đất đấy để xây, sắp sửa xây nhà lên đấy đấy. Để view cái chỗ này thì thành ra cái chỗ này thành cái vũng nước. Rồi, thành cái vũng nước. Ok, tình hình là sắp sửa hết pin rồi. Thế nên là tạm biệt anh em nhé. Anh em nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng để mà đi chơi cùng tôi. Đấy, đấy. Đây là biển hồ. Đây là hồ Đại Lải. Hồ Đại Lải, Búp ơi, Búp ơi ra tạm biệt anh em ơi. Tạm biệt anh em. Rồi, cái gì nữa? Lại gần đây. Nhớ subscribe kênh của Lê Cục Cứt nha. Đúng rồi, nhớ subscribe kênh của Lê Cục Cứt nha anh em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại. Với cả nhớ Nhớ đăng ký kênh của Lê Cục Cứt nha. Thế mới căng nhỉ.